Thì cái chuyện về cà phê đen không đường giảm được kilogram hay không, tôi nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có một bạn comment nói là uống cà phê đen không đường có cảm giác thèm ăn, giảm cảm giác thèm ăn, ok cho người muốn giảm cân. Không biết mọi người sao chứ từ khi mình duy trì thói quen uống không đường thì mình giảm ăn vặt hẳn luôn, thèm nhiều. Thì cái đầu tiên thế này nè, các bạn chú ý á, là cái việc mà các bạn uống một cái loại thức uống nào đó hay là một loại đồ ăn nào đó làm cho bạn bị cảm giác không thèm ăn nữa thì đó là do cá nhân của từng người. À, và tôi biết nha, tôi đã từng dạy cho rất là nhiều người dư kg rồi. Đa số những người này uống cà phê không đường á, cà phê đen không đường, thứ nhất là nó không ngon nè. Cái thứ hai á là người ta không liên quan gì, như là người ta vẫn thèm ăn bình thường luôn. Và nếu mà các bạn uống cà phê đen không đường để mà tìm được cái cảm giác mà không thèm ăn, tôi nghĩ là mỗi người sẽ có những cái loại thực phẩm ăn hoặc là uống vô để giúp cho mình không thèm ăn. À, ví dụ như có nhiều người thì ví dụ như là ví dụ như tôi đi, thì tôi chỉ cần ngửi một cái mùi gì đó mà tôi cảm giác là tôi bị nhượng thôi là tôi không thèm ăn nữa. Ví dụ như là tôi không thích mùi sầu riêng này, tôi không thích mùi trái nhào này, thì tôi sẽ nói là ừ vậy bây giờ sầu riêng và trái nhào sẽ giảm giúp giảm cảm giác thèm ăn và tôi sẽ giảm được kilogram. Nên cái chuyện là có thể là bạn hay là bất cứ người nào uống cà phê đen không đường cảm giác không thèm ăn, nhưng mà cá nhân tôi đúng không, tôi uống cà phê đen không đường tôi thấy nó vẫn bình thường, thậm chí là tôi cảm giác nó hơi bị khó chịu buồn chùn, và khi buồn chùn là tôi lại thèm ăn. Nên là có thể là cá nhân của mình như vậy, nhưng mà cá nhân người khác là khác. Rồi thêm một cái nữa về một góc độ khác, nhiều người thì là cố tình, hay là bạn, hay là nhiều người là cố gắng đi tìm một cái đó để mình cảm giác thèm ăn. Còn đối với tôi hoặc là khách hàng của tôi thì tôi lại không có khuyến khích người ta điều đó. Tôi khuyến khích người ta ăn nhiều mà, chỉ cần ăn đúng là được. Các bạn chú ý nha, có thể là mình sẽ nghĩ là mình phải ăn ít lại, nhưng mà ít là ít calo chứ không phải là ít số lượng đồ ăn. Nếu mà các bạn biết cách mà các bạn nó như là các bạn hiểu về dinh dưỡng thì các bạn vẫn có thể tạo ra hay là nấu ra hay là tìm những loại thức ăn số lượng nó nhiều hơn, ăn nó đã có nơ hơn luôn nhưng mà calo là ít hơn. Ví dụ tôi ví dụ thôi nha, các bạn ăn ở ngoài hồi trước bạn đã uống ly trà sữa ở ngoài 300-400 calo đi, thì bạn vẫn có thể làm một cái ly trà sữa ở nhà nhưng mà nó 200 calo thôi, nhưng mà số lượng là to hơn. Hoặc là ví dụ như bạn ăn mấy cái mà thạch thạch về thạch đen á, calo rất là thấp, thêm một ít sữa tươi vô số lượng rất là nhiều. Thậm chí là bạn có thể làm giống như là những gì trà sữa trân châu luôn, nhưng mà nó số lượng nó nhiều nhưng mà calo là ít. Nên là có thể bạn đúng với là cá nhân của bạn, hoặc là bất cứ người nào đó đúng với cá nhân người nào đó, các bạn có thể tìm cái gì đó để giảm thèm ăn. Nhưng mà đối với tôi, tôi có nhiều loại khác giảm thèm ăn. Tôi không thể tôi nói là ừ sầu riêng giúp tôi giảm cân, hay là ví dụ đi có nhiều người không thích mùi dầu dầu miên á, nghe mùi dầu là người ta muốn ó mửa, thì nó là ở dầu miên giảm được cảm giác thèm ăn ó mửa này là người ta giảm được kg không. Tôi đối với tôi đó thì nó không hợp lý. Tất nhiên là có thể là đối với từng cá nhân người nào đó là được, còn đối với tôi không hợp lý, vì tôi không có cần mà đi tìm cảm giác không thèm ăn. Tôi không cần tìm một cái đó không thèm ăn, tôi vẫn ăn bình thường, tôi ăn nhiều luôn, ăn nhiều hơn trước luôn, tôi vẫn có thể thâm hụt được calo và giảm được mỡ. Thì các bạn chọn cái nào đó. Nên là các bạn này, tôi biết là bạn này comment ý bình thường thôi, không có ý gì gọi là hơi gắt gỏng chút, nhưng mà tôi trả lời rất nhiều lần rồi. Còn có việc cà phê đúng không, nó có một ít tác dụng cho sức khỏe rồi, nó có nhiều nghiên cứu tốt cho nhiều thứ thì ok, cái đó là chuyện bỏ qua rồi. Nhưng mà tôi đang nói về chuyện cà phê giảm cân thôi. Thì tôi gần như là khách hàng của tôi ai thích uống cà phê pha đen thì thích uống cà phê đen thì uống, thích uống cà phê sữa thì uống, và gần như nó không liên quan một chút gì tới chuyện giảm cân hết nha mọi người.